tức là mục tiêu lớn thì hành động nó phải tương ứng, chứ không phải ông cứ có mục tiêu xong rồi ông tuyên bố ra là ông sẽ làm được việc đấy, không có việc đấy đâu. Thế nên là người ta thấy là có một cái nhìn không có về đa cấp, chỉ có số người này những cái bốn mà không làm ấy. Thực ra tuyên bố rất là tốt, giúp cho mọi người như kiểu lời dối bản thân mình, giống lời dối mọi người để chúng ta thực hiện những cái đó. Các bạn thấy nào ạ? Thì bạn mới thực sự là vận hành cái bộ não của bạn một cách sáng tạo, một cách gì ạ? Và bạn có muốn mình trở thành một người sáng tạo hơn không ạ? Vậy thì đừng sợ thiếu một lần vẫn phải chiến đấu được không?